Piano đường phố bị loại bỏ sau những màn biểu diễn gây bức xúc ở Nhật. Giới chức thành phố Kakogawa, Nhật Bản, quyết định cất một cây đàn piano trên đường phố sau khi một số người đã chơi quá lâu so với giới hạn 10 phút hoặc chơi quá to. Guardian dẫn nguồn tin từ truyền thông địa phương cho biết các quan chức ở Kakogawa, phía tây Nhật Bản, loại bỏ nhạc cụ này khỏi sảnh chính của nhà ga đường sắt chỉ 6 tháng sau khi nó được đặt ở đây để phục vụ công chúng. Chiếc đàn piano này được vận chuyển đến đây từ một nhà mẫu giáo địa phương. Giới chức thành phố cho biết nhiều người đã chơi đàn vượt quá giới hạn 10 phút, thậm chí một người đàn ông được cho là đã chơi trong 1 giờ, trong khi những người khác đã vi quy tắc về việc hát to hoặc chơi đàn với âm lượng lớn, ngay cả trong khi nhà ga đang phát thông báo. Điều này khiến một số hành khách bức xúc. Đài NHK cho biết sau khi các yêu cầu kiềm chế bị ngó lơ, thành phố đã quyết định chiếc đàn piano sẽ phát ra nốt nhạc cuối cùng tại đây vào lúc 21 giờ tối mùng 7 tháng 5. Trong khi một số hành khách đi tàu chắc chắn sẽ hoan nghênh động thái này, những người khác lại buồn bã trước việc cây đàn bị loại bỏ. Piano mang tính giải trí và mang lại nụ cười trên khuôn mặt mọi người. Tôi chỉ hy vọng những người chơi khác có cách cư xử tốt để những cây đàn piano đường phố ở các ga khác không bị loại bỏ, một cô gái nói với NHK. Một cậu bé cho biết rất buồn khi thấy cây đàn bị loại bỏ, nhưng rất vui vì đã có cơ hội chơi nó. Tôi hy vọng những cây đàn piano đường phố được lắp đặt trên khắp Nhật Bản, cậu bé nói. Tuy nhiên, BBC cho biết vẫn còn hy vọng cho những người yêu âm nhạc địa phương. Các quan chức Kakogawa khẳng định họ không loại trừ khả năng di chuyển đàn đến nơi mà tiếng đàn không xung đột với thông báo của nhà ga hoặc cho phép các nghệ sĩ đường phố chơi trong thời gian giới hạn.